Hi, xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một chủ đề, đó chính là bí mật mà phụ nữ luôn luôn có cái sự mong muốn nhưng mà không bao giờ nói ra. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn bốn bí mật mà bất kỳ một người phụ nữ nào cũng mong muốn ở trong bản thân mình ấy, nhưng mà không bao giờ dám nói ra với người yêu, người chồng của mình. Thì khi mà các bạn biết được điều này ấy, thì các bạn sẽ lắm được trái tim của bất kỳ một người phụ nữ nào mà mình thích. Nếu mà bạn thích một cô gái, hãy biết những cái bí mật này để bạn có thể trở thành một người không thể thay thế trong cuộc sống của cô ấy. Những cái mong muốn này của con gái thì thực sự thì đàn ông không thể hiểu được. Các bạn không thể biết được là con gái thích cái gì, muốn cái gì. Nhưng khi mà các bạn biết được điều này, các bạn có thể làm được. Các bạn có thể tận dụng những cái hiểu biết này của mình để áp dụng vào tình yêu của mình. Khi đó, tình yêu của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Các bạn chỉ cần áp dụng những cái điều này thôi. Tình yêu của bạn sẽ khác hoàn toàn. Cô ấy sẽ yêu bạn, trân trọng bạn và dành cả cuộc đời này để dành cho bạn. Nếu mà các bạn có thể biết và vận dụng những cái bí mật này để khiến cho bất kỳ một người con gái nào cũng bị hạ gục chứ bạn. Bí mật đầu tiên của một cô gái mà cô ấy không bao giờ nói ra, đó chính là cô muốn yêu một người đàn ông chân thành. Khi bước đến một mối quan hệ với một người đàn ông ấy, phụ nữ sẽ muốn một người yêu chân thành. Các bạn đừng có nghĩ rằng có cô gái đến với mình ấy, cô không thật lòng với mình. Nếu cô không thật lòng thì chỉ có thể là cô lợi dụng các bạn mà thôi. Chỉ có thể là lợi dụng các bạn thôi. Còn đâu nếu mà một người ấy, người ta bước đến một mối quan hệ, bất kỳ cô gái nào cũng muốn yêu được một người đàn ông chân thành, thật lòng và có sự cam kết với mình. Nếu như thật lòng như các bạn, đây là trường hợp thật lòng nhé. Bởi vì có những cái trường hợp cô gái cô không thật lòng ấy, thì các bạn cứ nghĩ rằng con gái thì thật lòng, thì thực sự không phải ấy. Có những trường hợp cô đến cô lợi dụng bạn thì cô không thể chân thành với bạn được. Thế nên là các bạn cần phải cân nhắc nhá, chứ không phải là thấy mình nói là cô gái nào cũng thích sự chân thành, mà các bạn cứ thấy cô gái cô ấy không tốt với mình thì cô gái cô đến để lợi dụng mình cũng cứ chân thành, thì khi đó không được. Khi đó các bạn đứng lên như thế: chúng mình chân thành, chúng mình tốt, nhưng mà chúng ta không ngu để cho các cô gái lợi dụng nha các bạn. Thế nên là bước đến tình yêu, bất kỳ một cô gái nào cũng muốn sự chân thành và sự cam kết của người mình yêu hết. Nếu như mà bạn không cam kết với cô ấy mà cô ấy rời đi, thì điều đó chứng tỏ là cô ấy đang muốn sự cam kết với bạn đấy. Bí mật thứ hai của một người phụ nữ ấy, mà người ta không bao giờ người ta nói ra, nhưng từ trong sâu thẳm bất kỳ một người phụ nữ nào cũng rất là thích. Cô ấy thích những cái bất ngờ, những cái món quà nho nhỏ. Thì các bạn đừng có nghĩ rằng úi giời ơi, con gái chỉ thích tiền thôi, chỉ thích quà thôi. Và các bạn cứ nghĩ rằng con gái chỉ thích quà thôi. Nhưng mà các bạn không hiểu được rằng bất kỳ một người con gái nào khi bước đến tình yêu, họ cũng muốn được yêu. Và ngay cả các bạn cũng vậy. Các bạn bước đến tình yêu, các bạn cũng muốn yêu. Và các bạn cũng muốn được nhận những cái món quà nho nhỏ. Thì tại sao không tặng cho cô ấy? Nếu các bạn cũng muốn rằng cô ấy quan tâm đến những suy nghĩ, cảm xúc của mình, thì hãy quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của cô ấy. Cô ấy muốn điều gì? Đó, khi mà các bạn còn biết là cô ấy muốn điều gì, thì người con gái đó không bao giờ muốn rời xa các bạn đâu. Đây là mình đang nói một cô gái thật lòng nhá. Còn một cô gái không thật lòng thì chúng ta không biết được cô ấy muốn đòi hỏi cái gì đâu. Và có một điểm các bạn có thể phát hiện ra một cô gái thật lòng với mình hay không, đó chính là khi mà các bạn tặng cô những cái món quà nho nhỏ, cô thích, cô cảm ơn bạn, thì điều đó chứng tỏ cô thích bạn. Còn nếu mà cô gái lợi dụng bạn thì cô chỉ thích món quà to thôi, không thích món quà nhỏ đâu, cô còn chê món quà nhỏ, cô còn coi thường, khinh thường bạn. Thế nên là các bạn cần phải chú ý nhé. Chúng ta thật lòng trong tình yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta ngu để bị người khác lợi dụng. Các bạn hãy tìm hiểu về tình yêu, hãy tìm hiểu những cái kiến thức về tình yêu, để từ đó các bạn được yêu, được tôn trọng, được trân trọng, chứ không phải là bị người khác lợi dụng rồi người ta coi mình trả ra cái gì mà xong khi đó mình thật lòng các bạn nhé. Hãy dành tặng
người yêu của mình những cái món quà nho nhỏ và một cái dịp bất ngờ để cho cô ấy cảm nhận được cái tình yêu thương của bạn, cảm nhận được cái sự quan tâm chăm sóc dành cho các bạn, để từ đó cô ấy biết được rằng vẫn có người quan tâm đến mình trong khi tất cả mọi người trên thế giới đều bỏ xa mình, tất cả mọi người đều xa lánh mình, thì chỉ có anh ấy luôn ở cạnh mình, chăm lo cho mình, quan tâm đến cảm xúc của mình. Thì bạn chính là người không thể thay thế trong cuộc sống của cô ấy được. Và cô sẽ coi bạn là một món quà vô giá trong cuộc đời. Đôi khi không phải là bạn quá giàu mà người ta coi bạn là vô giá đâu. Đó, chỉ những cái sự quan tâm như vậy, chỉ những cái sự quan tâm và thấu hiểu những cái suy nghĩ của con gái. Nếu mà bạn không hiểu thì bạn có thể hỏi cô ấy. Đó, đôi khi nói chuyện với nhau thì các bạn đừng có căng thẳng quá. Hay hỏi cô ấy những cái điều mong muốn của em hiện tại, tương lai, những cái điều em thích, những cái dự định tương lai của em. Tại sao không hỏi cô ấy những cái điều đó mà bạn cứ hỏi là em có thích anh không, em có yêu anh không. Nói mấy cái câu ấy nhàm chán lắm, con gái không ai thích đâu. Cái điều thứ ba cực kỳ quan trọng mà bất kỳ một người con gái nào cũng mong muốn nhưng mà họ không nói ra với bạn đâu, đó chính là cô muốn được là ưu tiên và quan trọng trong cuộc sống của bạn. Bất kỳ một cô gái nào khi bước đến tình yêu cũng đều muốn mình là quan trọng trong cuộc sống của người mình yêu hết. Ai cũng mong muốn trở thành người quan trọng trong cuộc sống của người mình yêu. Nhưng quan trọng là người đàn ông có biết được điều đó hay không và người đàn ông có làm hay không. Đôi khi có những người phụ nữ ấy, họ mạnh mẽ và họ nói ra em muốn được là duy nhất, em muốn được là quan trọng, em muốn được là ưu tiên. Nhưng mà số đó ít lắm các bạn ạ. Họ muốn điều đó. Những người rất là mạnh mẽ, mình thấy rất là tự hào với các bạn luôn, nói ra những mong muốn của mình và để cho người đàn ông xem họ có thể đáp ứng được không. Nếu không đáp ứng được thì điều đó có nghĩa là chả có lý do gì người ta bước vào cuộc sống của mình hết. Nhưng có những người phụ nữ ấy, họ lại không nói ra. Nhưng mà thực sự thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn mình là ưu tiên và mình là quan trọng cho cuộc sống của đối phương hết. Người nào cũng muốn nha các bạn. Cô gái nào cũng muốn. Nhưng quan trọng là có được hay không ấy, thì đấy là một vấn đề. Thế nên là khi mà các bạn đã yêu một cô gái ấy, thì các bạn hãy cho cô ấy là ưu tiên. Và nếu như bạn đã cho cô ấy là ưu tiên rồi nhưng cô ấy còn không biết coi bạn là ưu tiên, thì bạn cũng có thể chia sẻ với cô ấy nhá. Đôi khi có người ấy, họ cũng biết tôn trọng bạn đấy, trân trọng bạn đấy, nhưng mà họ không biết cách là để yêu bạn như thế nào. Còn khi mà các bạn đã biết những cái kỹ năng yêu ấy, thì các bạn sẽ biết được là mình cần phải chia sẻ với người mình yêu những cái mong muốn của mình, để từ đó mình cũng sẽ được cái người phụ nữ đáp ứng những mong muốn của mình. Đó chẳng phải là những điều tuyệt vời làm sao, đúng không các bạn? Đó chính là điều tuyệt vời nhất của tình yêu, đó là chúng ta hãy chia sẻ với nhau để chúng ta có thể hiểu nhau hơn và dành cho nhau cái sự tốt đẹp nhất, cái sự trọn vẹn nhất và cái sự ưu tiên và quan trọng nhất nha các bạn. Và cái điều cuối cùng cũng cực kỳ quan trọng mà đây là một cái bí mật nhá, mà bất kỳ một người phụ nữ nào ấy cũng mong muốn, như chắc chắn là ít cô gái nói ra lắm. Mình nghĩ rằng gần như 100% các bạn không nói ra. Các bạn không nói ra. Đó chính là cô ấy thích mình được là cô công chúa, có thể được là ưu tiên ấy. Có những người phụ nữ mạnh mẽ sẽ nói ra. Nhưng với cái việc mà thích mình là một cô công chúa thì thực sự các bạn ấy giữ ở trong lòng không nói ra đâu. Ai cũng muốn hết. Bước vào tình yêu, ai cũng muốn mình được là cô công chúa hết. Nhưng mà không phải người ta nói ra đâu. Hãy coi người phụ nữ của bạn như một cô công chúa, để từ đó cô cũng coi bạn như một chàng hoàng tử. Mình muốn được là hoàng tử, hãy coi cô là cô công chúa đi. Hãy tôn trọng, trân trọng, yêu thương, quan tâm, dành cái sự chăm sóc đặc biệt cho cô ấy, để cô ấy cảm nhận rằng ở bên bạn, cô ấy luôn luôn giữ một cái vị trí rất quan trọng. Cô ấy là công chúa, là nữ hoàng trong lòng bạn. Bạn là những điều tốt đẹp nhất. Thì khi mà các bạn có được điều đó rồi thì con gái sẽ không bao giờ muốn rời xa các bạn đâu. Nếu thật lòng yêu cô ấy, hãy biết những cái mong muốn của cô gái. Và các bạn phải làm bằng cái thực tâm nha các bạn nhá. Đừng có chỉ nói mồm thôi. Đàn ông nó rất hay nói mồm luôn ấy. Các bạn nói mồm chả có ý nghĩa gì cả. Các bạn biết được những cái bí mật này, các bạn chỉ nói mồm với cô ấy á, chả có tác dụng gì đâu. Nhưng khi mà các bạn có thể
thực hiện, các bạn cảm nhận từ trong tâm, các bạn thực hiện từ trong tâm cái mong muốn sâu lắng của mình. Mình muốn điều đó, mình muốn đem lại những cái điều tốt đẹp nhất đến với người mình yêu, thì từ đó nó mới trổ quả. Giống như là mình gieo cái nhân tốt ấy, mình gieo những cái hạt mầm tốt đẹp ấy, thì nó chắc chắn nó sẽ đậu quả ngọt. Còn khi mà các bạn chỉ lói mồm thôi, giống như là các bạn đang gieo những cái hạt giống nó xấu ấy, thì chắc chắn là quả nó chỉ ra quả lép thôi. Cái cây đó nó lên nó cũng quằn quèo, rồi là nó đổ ngang đổ dọc thôi. Thế nên là những cái điều mà mình chia sẻ với bạn trên đây ấy, thì các bạn đừng có chỉ lói mồm thôi. Hãy làm cái thực tâm. Khi bạn đã biết những cái bí mật của người con gái này, nó cực kỳ hữu ích luôn. Nếu mà các bạn thực hiện bằng cái sự thật tâm, bằng cái sự thật tâm mình mong muốn là mình thật lòng với cô ấy này, mình mong muốn là mình sẽ cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất này, mình sẽ mong muốn để cho cô ấy quan trọng nhất này, cô làm cô công chúa trong lòng mình. Cái điều đó xuất phát từ trái tim, mình thật tâm mong muốn điều đó, muốn làm cho người mình yêu hạnh phúc, thì từ đó các bạn biết điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra không? Các bạn cũng sẽ được đối xử như vậy. Thế nên là hãy trân trọng tình yêu của mình. Còn một khi nếu mà bạn rất là chân thành như vậy, mình biết được những bí mật và mình cũng thật tâm mình muốn mang những điều tốt đẹp đến người con gái đó, mà người con gái đó kiểu như là họ không tốt, rồi họ không biết trân trọng, thì đó cũng là cái thiệt thòi của cô ấy. Hãy dành những cái điều tốt đẹp của bạn cho một người con gái xứng đáng. Chúng ta bước đến tình yêu, chúng ta thật lòng yêu thương hết mình, nhưng chúng ta không ngu để dành tình cảm cho một người không biết trân trọng. Chỉ có như vậy bạn mới có thể có hạnh phúc. Mình cam đoan các bạn như thế. Đó, thì trên đây là những cái chia sẻ của mình. Thì mong rằng cái bốn cái điều mà mình chia sẻ với bạn trên đây ấy, thì các bạn có thể áp dụng vào cuộc sống của mình. Và mình tin rằng khi mà các bạn áp dụng thật lòng, thật tâm của mình, mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người phụ nữ của mình, thì mình đảm bảo rằng cuộc sống của bạn sẽ khác hoàn toàn. Cuộc sống của bạn sẽ chỉ có tốt đẹp trở lên mà thôi. Các bạn sẽ không bao giờ gặp đau khổ trong tình yêu, và cuộc sống của bạn sẽ toàn gặp những điều tốt đẹp. Và nếu mà các bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về tâm lý của người phụ nữ ấy, thì bạn Toàn Nguyễn có cho ra khóa học là Thấu hiểu tâm lý phụ nữ. Bạn có thể tham gia ở trên trang web có tên là toanhạnhphuc.vn nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.